bạn đang theo dõi trận đấu giữa hai cầu thủ Mã Xuân Cường và Lê Quốc Thiên của Bình Dương tại giải vô địch Bia Ba Bằng toàn quốc năm 2018 được tổ chức tại nhà thi đấu Cần Thơ. Trận đấu của chúng ta sẽ diễn ra trong vòng 30 điểm động lực cơ. Để không bỏ lỡ các buổi tường thuật trực tiếp, anh em bấm đăng ký, sau đó bấm vào quả chuông thì các buổi tường thuật trực tiếp sẽ báo về miễn phí trong điện thoại anh em. Xin cảm ơn. Nút đăng ký nằm ở góc phải màn hình.
ơi.
Xin chào tất cả anh em. Để không bỏ lỡ các buổi trường thực trực tiếp trên kênh Black Chrome Việt Nam, anh em bấm đăng ký để các buổi trường thực trực tiếp sẽ báo về miễn phí trong điện thoại cho anh em. Quá tốt. Còn một đáng tiếc, tỷ số bây giờ là 20-29, nghiêng về cơ thủ Mã Xuân Cường. Thủ Mã Xuân Cường đang còn một. Chúc mừng cơ thủ Mã Xuân Cường đã giành chiến thắng với 24-30. Hẹn anh em các buổi trường thực tiếp theo. Nhớ bấm đăng ký, like, ủng hộ kênh nha. Xin chào và hẹn gặp lại.